Kính chào quý khách hàng, xin giới thiệu đến quý khách hàng dòng xe van 2 chỗ đời mới. Van TF2S có diện mạo bên ngoài đẹp mắt, kiểu dáng thiết kế mới như xe du lịch. Xe van TF450V2S 2 người ngồi với đầy đủ tiện nghi và thùng hàng rộng, tải trọng cho phép 945kg. Cửa sau mở lên trên có ti trợ lực, cửa hai bên cửa trượt êm ái và sang trọng. Cửa sau xe van 2 chỗ ngồi, TF450V2S được thiết kế theo kiểu mở lên, trang bị ti hơi hỗ trợ lực. Đóng mở cửa nhẹ nhàng, dễ dàng xếp trên giữa hàng hóa nơi chật hẹp, khoang thùng dài 2,6m. Trong khi đó, cửa sau xe van TF480V2S được thiết kế theo kiểu, mở hai bên khoang thùng dài 2,9m, phù hợp xếp giữa hàng hóa bằng xe nâng. Xe sử dụng hộp số tỷ số truyền tăng, tối ưu tốc độ xe và tiết kiệm nhiên liệu, với vỏ hộp số nhôm trọng lượng nhẹ tản nhiệt tốt. Hộp số có đối trọng xăng số nhẹ nhàng. Cầu trước dạng rầm rời phù hợp với xe tải van chạy trong thành phố. Cầu sau dạng rầm thép hàn à khả năng chịu tải cao. Treo trước treo độc lập MacPherson êm dịu, treo sau treo phụ thuộc nhíp lá giảm chấn thủy lực chịu tải tốt. Nhíp lá, giảm chấn thủy lực nhíp nằm dưới cầu, 5 lá. Trang bị lốp Maxxis 195/70 giờ 15C, ắc quy khô, 12V 45 Ampere, bình nhiên liệu 43 lít, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 lít xăng trên 100 km. Hệ thống phanh, phanh trước phanh đĩa, có trang bị ABS chống bó cứng phanh, phanh sau loại tăng chống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. Quý khách có nhu cầu tư vấn liên hệ ngay. Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào quý khách.